quân đội Ukraine có thể sử dụng các tên lửa tầm xa được phương Tây cung cấp như Atec MS để tấn công vùng Rostov, nơi hoạt động của nhiều cơ sở quân sự Nga. Đây là đánh giá của tờ Wall Street Journal. Theo tờ báo Mỹ, Rostov là một trong những mục tiêu lớn nhất của Ukraine. Có ít nhất 4 sân bay ở Rostov đang nằm trong tầm bắn của các tên lửa phương Tây cung cấp cho Kiev. Rostov là điểm hạ cánh của nhiều binh sĩ Nga, những người được vận chuyển bằng máy bay quân sự cỡ lớn, sau đó lên xe buýt và tiến đến các khu vực miền đông Ukraine mà Nga đang nắm quyền kiểm soát. Do đó, theo Wall Street Journal, một cuộc tấn công vào Rostov có thể tàn phá và làm phân tán khu vực tập kết quan trọng của quân đội Nga. Hiện chưa rõ Mỹ có cách áp đặt các hạn chế đối với các loại mục tiêu hoặc khu vực mà Ukraine có thể dùng Atex MS để tấn công hay không. Mới đây, Mỹ được cho là đã cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa Atec MS tầm xa. Sau đó, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công đầu tiên bằng Atec MS vào một cơ sở quân sự gần thị trấn Karachev ở vùng Brian của Nga hôm ngày 19 tháng 11. Sau đó, Bloomberg đưa tin Ukraine cũng đã lần đầu tiên tấn công vùng cất của Nga bằng tên lửa Storm Shadow của Anh. Các sân bay, kho đạn dược và khu huấn luyện của Nga được cho là hiện không còn an toàn sau khi các đồng minh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga. Điều này đồng nghĩa với việc hàng trăm mục tiêu của Nga đang nằm trong tầm bắn của gian tên lửa phương Tây, vốn có sức mạnh tấn công lớn hơn rất nhiều so với các máy bay không người lái UAV mà Kiev đang sử dụng để tập kích lãnh thổ Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK ước tính khoảng 200 mục tiêu quân sự của Nga đang nằm trong tầm bắn của tên lửa Atec MS và Storm Shadow. Nhà phân tích Joshi Paros của IFVK cho rằng đây chỉ là một phần trong số các mục tiêu, bởi theo ông, Ukraine có thể sử dụng dữ liệu tình báo để tấn công các sở chỉ huy. Ông nói thêm, việc tiêu diệt một sở chỉ huy lữ đoàn hoặc sư đoàn có thể làm gián đoạn hoạt động trong nhiều ngày của hàng trăm binh lính Nga. Trong khi đó, truyền thông Nga đưa tin lực lượng Ukraine đã tấn công một sân bay ở tỉnh bằng tên lửa tầm xa Atak MS trong đêm ngày 24, dạng sáng ngày 25 tháng 11. Cựu phi công quân sự Ia Tumanov, người điều hành kênh Telegram nổi tiếng Fighter Bomber cho biết, vào đêm ngày 24, dạng sáng ngày 25 tháng 11, Ukraine đã tấn công một sân bay ở tỉnh bằng tên lửa tầm xa Atak MS. Theo chuyên gia này, có 8 tên lửa được phóng đi, trong đó có 7 tên lửa bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ. Ông lưu ý rằng, từ lâu, Nga đã không triển khai máy bay quân sự tại sân bay này. Sáng ngày 25 tháng 11, Thống đốc tỉnh Cớt, ông Alexei Siminov, viết trên kênh Telegram, đêm qua, lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine. 7 tên lửa và 7 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy trên bầu trời Cớt. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên. Nhưng trong bản cập nhật mới nhất về tình hình xung đột, Bộ này cho biết tổng cộng 23 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy trên lãnh thổ Nga, trong đó có 8 chiếc ở Kaluga, 7 chiếc khác ở Kursk, 5 chiếc bị phá hủy ở Prien và 3 chiếc ở Belgorod. Lực lượng Ukraine đã tấn công một trạm radar của hệ thống tên lửa phòng không S400 ở tỉnh Kursk của Nga vào đêm ngày 23, 24 tháng 11. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng quân đội Ukraine đã tấn công vào vị trí của một sư đoàn tên lửa phòng không thuộc trung đoàn tên lửa phòng không cận vệ 1490 của tập đoàn quân số 6 của Nga ở tỉnh Kursk. Đáng chú ý, đơn vị được chỉ định của lực lượng vũ trang Nga đã tham gia vào hoạt động chiến đấu ở chế độ đất đối mặt đất, tức là tấn công các mục tiêu cố định trên mặt đất, báo cáo cho hành. Trong khi đó, cùng ngày Bộ Quốc phòng Nga thông báo không quân và pháo binh Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự cũng như các xưởng sản xuất và lưu trữ máy bay không người lái của Ukraina. Các hoạt động hàng không chiến thuật, tấn công bằng máy bay không người lái của lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm quân thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã làm hư hại cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, xưởng sản xuất và khu cất giữ máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngoài ra, Nga cũng giáng đòn vào nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở 141 khu vực. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ hệ thống phòng không đã bắn hạ 44 máy bay không người lái của Ukraine. Ukraine cho biết họ đã ghi nhận sự xuất hiện của các quân nhân Triều Tiên ở thành phố Mariupol và Kharkiv, nơi Kiev lo ngại sắp diễn ra một cuộc tấn công lớn. Hãng tin CNN của Mỹ dẫn một nguồn tin an ninh Ukraine cho biết các quân nhân Triều Tiên được cho là cố vấn kỹ thuật đã tới thành phố cảng Mariupol do Nga kiểm soát ở phía đông nam Ukraine. Trong khi đó, một phát ngôn viên quân sự Ukraine thông báo thêm rằng các binh sĩ Triều Tiên cũng đã xuất hiện tại tỉnh Kharkiv phía đông Ukraine. Trước đó, vào tháng 10 năm nay, quân đội Ukraine cho biết họ đang lo ngại Nga có khả năng sẽ phát động cuộc tấn công lớn vào Kharkiv sau khi di chuyển lượng lớn binh sĩ tới đây, đồng thời gia tăng năng lực hậu cần. Tại Mariupol, mục đích các cố vấn kỹ thuật Triều Tiên tới đây vẫn chưa rõ ràng. Theo quan chức an ninh Ukraine, những người này mặc quân phục Nga. Sự xuất hiện của họ tại đây đã mở rộng sự hiện diện của đồng minh Nga trên khắp tiền tuyến. Đáng lưu ý, quan chức Ukraine cho biết quân nhân Triều Tiên ở Mariupol vẫn sinh hoạt tách biệt với các đơn vị quân đội Nga mà họ đang hỗ trợ. Ví dụ như họ có nơi ở riêng, thưởng thức đồ ăn, âm nhạc và phim ảnh riêng. Nguồn tin này tiết lộ với CNN, cuộc tấn công của Ukraine gần đây bằng tên lửa tầm xa phương Tây và lãnh thổ Nga đã nhắm mục tiêu vào một viên tướng cấp cao của Triều Tiên. CNN cho biết họ chưa thể xác minh được tình hình hiện tại của tướng Triều Tiên mà Ukraine đề cập. Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng Ukraine ở khu vực Kharkiv, Yevhen Romanov nói, tôi có thể xác nhận với các vị rằng, theo các đoạn liên lạc bị chặn, các nhóm quân Triều Tiên đã tới Kharkiv. Hiện Nga và Triều Tiên chưa đưa ra bình luận nào về thông tin quân Triều Tiên xuất hiện tại Mariupol và Kharkiv. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 25 tháng 11 cho biết số binh sĩ Triều Tiên được triển khai tới cớt đã lên tới 11.000 lính và các nhóm quân Triều Tiên đang tiếp tục tham gia các cuộc giao tranh chống lại lực lượng Ukraine. Chủ yếu là các đơn vị vũ trang hỗn hợp, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine Anatoly Bazilevich nói về các nhóm quân Triều Tiên tham chiến ở cớt. Ông đồng thời lưu ý số binh sĩ này còn đóng giả làm người bản địa đến từ vùng Viễn Đông Nga. Người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch Ukraine, Andrei Kovalenko cho biết thêm rằng, bộ binh cùng các đội súng cối và đội UAV của Triều Tiên đã hỗ trợ Nga chiến đấu. Trong đó, đội UAV vẫn đang tiếp tục được huấn luyện. Theo tạp chí Newsweek, với sự hỗ trợ của các nhóm quân Triều Tiên, quân đội Nga đang giành lại các địa bàn tại cớt từ tay lực lượng Ukraine. Hiện tại, Nga đã giành lại một số địa bàn gần khu vực định cư Korenenko, trong khi Ukraine vẫn đang nắm quyền kiểm soát thị trấn xuất ra ở Cớt. Các cảnh quay định vị địa lý cho thấy Nga đã tiến về phía đông nam Korenenko những ngày gần đây. Nguồn tin quân sự cấp cao trong Bộ Tổng tham mưu Ukraine ẩn danh nói với hãng tin Reuters hôm ngày 24 tháng 11 rằng Ukraine đã mất hơn 40% lãnh thổ mà họ kiểm soát ở Cớt. Trong giai đoạn đầu, khi đang trên đà thắng thế, quân Ukraine đã kiểm soát khoảng 531 dặm vương lãnh thổ ở Cớt nhưng hiện nay con số này đã giảm xuống còn 309 dặm vương. Một quan chức Ukraine cho biết thêm rằng, ngoài Cớt, quân Triều Tiên cũng được phát hiện có mặt ở tỉnh Belgorod của Nga, giáp biên giới Ukraine. Theo Newsweek, quân đội Ukraine đã thiết lập đường dây nóng trong khuôn khổ dự án «Tôi muốn sống» để kêu gọi lính Nga và lính Triều Tiên đầu hàng.